Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe của xe Kia Spectra. Đây là một trong số những phụ tùng của hệ thống điều hòa. Với sản phẩm được sản xuất từ hợp kim nhôm cao cấp, được sản xuất tại nhà máy Formula Thái Lan. Mã sản phẩm của nó là 920002 6900. Đây là tổng quan của sản phẩm, anh em có nhìn được không ạ? Đây là các cái tép nhôm. Còn đây là các cái lan, chính là các cái lan để đưa các cái không khí lạnh qua đây để nó truyền lên của hai đường ống, một đường ống phin và một đường ống hạ áp để nó dẫn ra phía ngoài đấy. Đây là cái chỗ để người ta chờ, người ta bắt van, và van của nó thì cũng là van lắp chung với giả dòng Santa Fe, rồi Forever, nó lắp giới với cái mã van 976042B00 thì nó lắp rất là nhiều. Đây, sản phẩm của Dehankoki. Đây thì anh em tháo cái đầu lấy ra này, tháo đầu lấy ra, sau đấy là chúng ta bắt cái đầu van này vào trong. Còn xa phía ngoài đã là hai đường ống. Đây là cái tổng quan của sản phẩm của nó. Đây, anh em nhìn tất cả phía bao quanh hai bên viền, người ta sẽ lót cái xốp để khi mà chúng ta đưa vào thì nó được kín. Đây đúng không các bạn, anh em nhìn thấy chưa? Với cái sản phẩm của sản phẩm này thì nó được sản xuất từ ngày 8 đây Asbury 2020. Đây là cái người ta cũng nói của hãng Formula Thái Lan. Đây là mã QR khi anh em cần quét. Đây là mã sản phẩm em vừa đọc ngay đầu rồi đấy ạ. Còn cái này là trong cái lô người ta sản xuất. Đây, sản xuất tại Thái Lan. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian cùng quay trở lại. Anh em có nhu cầu hỗ trợ, cần tư vấn về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô Bình MT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ 0856727222. Với cái chiếc dàn này, về dàn thì nó cũng sẽ đóng từng cái trong từng cái hộp này anh em nhé. Nó sẽ chỉ đóng như thế này thôi, chứ nếu mà đóng chèn xúc cẩn thận bên trong này thì nó sẽ được đóng như này, và một chiếc hộp như thế này. Cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.